nhiều các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu vào dòng xe địa hình Mosso 2607. Chiếc xe được sử dụng cấu hình khung Shimano các bác nhé. Và bộ khung nhôm siêu nhẹ 7005. Vâng, rất hiếm khi em về một bộ khung chiếc xe sử dụng bộ khung siêu nhẹ 7005. Hôm nay em về một chiếc. Bây giờ sẽ về là đánh giá chiếc xe. Rồi, chiếc xe tông màu đỏ chấm xanh. Cái mốt số ở khung màu đỏ các nhé. Còn bên trên là màu xanh. Trước đây em cũng có về một chiếc. Mốt số được trang bị bộ khung nhôm aluminum 7005. 7005 là một khung nhôm siêu nhẹ, cao cấp hơn 6061 thông thường ở những xe chiếc xe khung nhôm. Sẽ lướt qua tổng thể hình thức của xe. Chữ M là biểu tượng của hãng Mosso các bác nhé. Có thể lên Google search thêm về chiếc xe này, cũng như search thêm về thông số aluminum 7005, cũng rất là cao cấp. Yên, yên rất là êm các nhé. Và cọc yên là của nguyên zin của Mosso. Thành rất là xịn của Shimano, may ở Shimano luôn. Bộ bạch cặp của Shimano MT15, trong số lốp có ghi 26 x 1,95. Xe được trang bị 9 tầng lip của Shimano luôn các bác nhé. Cả đồ đều Shimano. Sử dụng phụ đề của Shimano Alivio. Bên này gạt đĩa của Shimano Alivio các bác nhé. Khung xe có size 17 inch. Lát em sẽ đo chiều cao đúng không nghe. Phía đằng sau đây có ghi một số thông số của xe. Phía bên trên đây phút ghi đông nguyên bản của Mosso đồng bộ theo xe. Đây một chiếc xe nguyên zin các bác nhé. Tất cả đồ đều theo hãng. Cấu hình thì full Alivio 9 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa. Cho xe 27 tốc độ các bác thay rồi. Phanh đĩa dầu thủy lực. Và bộ giảm sóc hơi các bác nhé. Giảm sóc hơi, đây là lỗ xả hơi và bơm hơi cho giảm sóc. Đây là khóa sóc, nhưng mà hoạt động rất tốt các bác nhé. Giảm sóc hơi. Đây là vạch trước của xe của Shimano, nguyên một cặp vành Shimano luôn. MT15. Đây thông số lốp trước. Bây giờ đi vòng nguyên zin của Mosso.
đùi đĩa 3 tầng của Shimano các bác nhé. Có thể thấy chữ Shimano đây. Vâng, xe được sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano luôn. Đang xe đo chiều cao không đứng của xe. Xe có size 44 thôi nhé. Ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7. Đến 1m73 có thể đi với chiếc xe. Vâng, bây giờ sẽ đi vào chuyển động của xe. 9 tầng lít lên lít. Vâng, lên lít. Sử dụng phủ đề của Alivio Mayer của Shimano. Để đảm bảo cấp lên lít, để đấu rất tốt thôi nhé. Bên tay phải một đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đúng đĩa lên kia. Vâng, thì nó rất tốt. Vâng, em vừa đánh giá một chiếc xe Mosso 2607. Chiếc xe được trang bị giảm xóc hơi, bộ khung siêu nhẹ 7005 và tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.